Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa vạn năng mở cánh cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Sách thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy cho chúng ta biết sống có ích và sống có lý tưởng. Có thể nói, sách là người bạn tâm giao chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn sâu kín trong chúng ta, và từ lâu đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, phong trào đọc sách có chiều hướng đi xuống. Nhưng cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm, khai thác thông tin kiến thức trong thư viện điện tử hay qua mạng Internet, thì sách vẫn không thể mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người trong hàng ngàn năm lịch sử. Và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so sánh được. Sách chính là cơ hội để chúng ta mở rộng tầm nhìn về thế giới. Các bạn có cùng quan điểm với tôi không? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá một cuốn sách hay nhé! Xin chào các bạn học sinh thân mến, mình tên là Nguyễn Lê Hằng Dương, học sinh lớp 8B, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Tám. Các bạn thân mến, tình yêu của mẹ dành cho con là vô bờ, song có khi nào chúng ta hiểu và cảm thông những vất vả thương nhọc của mẹ hay không? Và hôm nay, mình xin được giới thiệu tới các bạn một cuốn sách viết về mẹ, vậy mình tin chắc rằng đó là cuốn sách vô cùng ý nghĩa đối với những người mẹ tuyệt vời. Cuốn sách 72 câu chuyện cảm động về mẹ, một tuyển tập những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa về tình mẫu tử. Danh sách này sẽ đưa bạn vào thế giới của những người con yêu thương và kính trọng mẹ của họ, với những chuyện kể đầy ấn tượng và đầy xúc động. Cuốn sách 72 câu chuyện cảm động về mẹ được tác giả Trương Hiệu Phong và Lâm Thanh Huyền biên soạn, do nhà xuất bản Thanh Hoa phát hành năm 2016, với khổ sách 13x21cm, sách dày 295 trang. Trang bìa cuốn sách là hình ảnh mẹ ôm con mang tính nhân văn sâu sắc, khắc họa được tình mẫu tử thiêng liêng và cao đẹp. Với nhiều câu chuyện ngắn nằm trong 10 chương của cuốn sách, nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện về gia đình, về tình cảm mà người mẹ dành những đứa con thân yêu nhất của mình, người ca về tình mẹ bao la như biển kể. Mong rằng sau khi đọc được những câu chuyện cảm động này, các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn sự vĩ đại của tình mẹ, từ đó báo đáp mẹ bằng trái tim nồng nàn. Chúng ta bắt gặp câu chuyện về nhan đề chiếc xe kéo gỗ, là sự kỳ vọng của người mẹ cho đứa con bệnh tật của mình. Lọc cọc, tiếng xe kéo gỗ dường như nói hết cho tôi tâm tư của người mẹ, như lời nhắn nhủ dặn dò của mẹ. Lọc cọc, từ cấp 1 lên cấp 3, chiếc xe gỗ trở thành một tấm che chắn chở những đám mây u ám bay đi, trở thành điểm tựa để tôi không khuất phục trước cuộc đời. Hay là lời ân hận của con sau những hành động thiếu suy nghĩ để rồi khi mẹ mất đi mới nhận ra lỗi lầm của mình trong câu chuyện Đôi mắt của mẹ. Còn rất nhiều câu chuyện khác, mỗi câu chuyện dù ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho chúng ta một bài học từ ý nghĩa. Đọc những câu chuyện chính là những lời tâm tư trong cuốn sách để cho chúng ta thấy được những nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ, cho ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Cuốn sách sẽ là hành trang giúp cho những ai biết yêu thương mẹ, biết trân trọng tình cảm của mẹ. Đọc cuốn sách, ta không chỉ bắt gặp ở đó những cảnh ngộ, những mảnh đời mà hơn ấy hết, ta còn nhận ra cái tình thiêng liêng mà sâu nặng. Chúng ta, ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền, được nghe tiếng ru âu ơ ngọt ngào, được chìm vào giấc ngủ trong gió mát, tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai dạng dài xương gió, có ai sẵn sàng sẽ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Hình ảnh người mẹ hiền luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh, che chở. Trong vòng tay mẹ, ai cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Và những lúc chùng chân hay vấp ngã, người mẹ hiền sẽ nâng đỡ bạn đứng lên bằng sức mạnh phi thường của người tình mẫu tử. Cuốn sách 72 câu chuyện cảm động về mẹ đã nói lên tình yêu của mẹ đối với con cái là tình cảm thiêng liêng, vô tư, tận tâm tận ý. Theo lẽ thường, cha mẹ chẳng bao giờ cần con cái phải đền đáp. Chỉ cần con có thể hỏi thăm trong lúc bận rộn, chỉ cần một cái mỉm cười, một sự quan tâm nhỏ nhặt, một món quà chẳng đáng là bao. Thậm chí ăn cơm với cha mẹ một bữa, vui vẻ ở nhà với cha mẹ một hôm, cũng khiến cho cha mẹ hạnh phúc ấm áp. Khi lật dở từng trang sách đọc những câu chuyện cảm động trong quyển sách này, cũng sẽ không ngăn được dòng lệ. Ôi, tình cảm của mẹ thật là thiêng liêng và cao cả quá. Mẹ có thể hy sinh cả đời mình vì con, thậm chí khi con đã khôn lớn trưởng thành, mẹ vẫn lo lắng cho con. Mong rằng những ai đang còn mẹ trên đời hãy biết trân quý và yêu thương mẹ nhiều hơn, hãy biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Đừng để lúc mẹ ra đi mãi mãi thì chúng ta còn hối tiếc cũng đã muộn rồi. Chính vì vậy, bản thân chúng ta là những học sinh thì phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi,
không để cho mẹ buồn. Đó là món quà tốt nhất để bày tỏ tấm lòng của mình đến mẹ. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đôi khi chỉ là một hành động nho nhỏ, một lời nói yêu thương của đứa con bé bỏng đã là hạnh phúc vô bờ đối với mẹ. Vậy các bạn đã làm được những gì cho mẹ mình vui chưa? Nếu chưa, ngày hôm nay và ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau làm những điều hạnh nhỏ nhất để tặng mẹ. Không phải mẹ cần những món quà quý giá đắt tiền, mà mẹ chỉ cần cái con khỏe mạnh, sống vui tươi, học hành chăm ngoan, nghe lời thầy cô, cha mẹ và mọi người. Các bạn hãy dành tặng cho mẹ những bông hoa điểm 10 tươi thắm, những cử chỉ ngọt ngào và những cái ôm ấm áp. Đó là món quà quý giá nhất dành tặng mẹ. Các bạn thân mến, cuốn sách 72 câu chuyện cảm động về mẹ còn rất nhiều điều lý thú và ý nghĩa hơn nữa. Các bạn hãy cảm nhận và để tâm hồn lắng lại khi khám phá nhé. Mong rằng với cuốn sách này, các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm đầy ý nghĩa. Hãy để những câu chuyện này đưa bạn về những kỷ niệm đẹp về người mẹ của mình, hoặc tìm thấy những điều đáng trân trọng và những bài học đáng quý giá về tình yêu thương, sự hy sinh và sự quan tâm chân thành của một người mẹ. Các bạn thân mến, phần giới thiệu sách của mình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.